quý vị rất nhiều. Và sau đây, để thay đổi không khí chương trình một tí, để khuấy động cho chương trình thêm được vui tươi, màu sắc, trẻ trung một tí, thì Hoàng Anh xin mời quý vị thưởng thức một liên khúc nhạc trẻ của nam ca sĩ Ryan Hanson. Xin đừng thương tôi, và một nhạc phẩm ngoại quốc được mang tên Another One Bites the Dust. Phải thôi, đừng nói dối rằng người không vui bằng niềm đau tôi. Niềm đau chính em đã từng đem tới, niềm đau có trong ân tình gian dối. Thật đau khi biết được rằng với em đâu chỉ một mình tôi. Đừng bối rối và đừng bâng khuâng ngày mình xa nhau. Nhắm mắt và đừng buông xuôi, đây còn mãi sao. Yeah, còn đâu đó bao nhiêu người đưa lối, còn đâu đó bao nhiêu niềm vui mới. Dù em có mất một người cũng đâu cần gì em tiếc nuối. Đừng thương tôi nữa, đi đi em, đi đi, đừng để vụt mất thêm bao ngày qua. Đừng sầu thêm nữa, làm chi đâu làm chi, lệ nào đủ khóc cho duyên tình ta. Em khóc thương cho tình trái ngang, hay khóc thương cho mình dối gian. Khóc chi em, phút giây này đã muộn màng. Come on now, are you ready? I said, are you ready? Ngày mình xa nhau, đừng nhắm mắt và đừng buông xuôi, đời còn mãi sao. Yeah, còn đâu đó bao nhiêu người đưa lối, còn đâu đó bao nhiêu niềm vui mới. Dù em có mất một người cũng đâu cần gì em tiếc nuối. Đừng thương tôi nữa, về đi em, về đi, đừng để vụt mất thêm bao ngày qua. Thêm nữa làm chi đâu làm chi, lệ nào đủ khóc cho duyên tình ta. Em khóc thương cho tình trái ngang, hay khóc thương cho mình dối gian. Khóc chi em, phút giây này đã muộn màng. Đừng thương tôi nữa, em về đi, em về đi, đừng để vụt mất thêm bao ngày qua. Đừng sầu thêm nữa làm chi đâu làm chi, lệ nào đủ khóc cho duyên tình ta. Em khóc thương cho tình trái ngang, hay khóc thương cho mình dối gian. Khóc chi em, phút giây này đã muộn màng. Yeah, another one bites the dust. Hey, hey, another one bites the dust. Ow!
Swirly down the street with the rim pool way down low. Ain't no sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out the doorway, the bullets rip to the sound of the beat, yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust. Hey, hey, I'm gonna get you too. Another one bites the dust. How do you think I'm gonna get along without you when you're gone? You took me for everything that I had and kicked me out of my own. Are you happy? Are you satisfied? How long can you stand the heat? Out the doorway, the bullets rip to the sound of the beat. Look out! Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust. Hey, hey, I'm gonna get you too. Another one bites the dust. Another one bites the dust. Another one bites the dust. Ow! Another one bites the dust. Hey, hey! Another one bites the dust. Hey, 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 hey. Ooh, shout! There are plenty of ways that you can hurt a man and bring him to the ground. You can beat him, you can cheat him, you can treat him bad and leave him when he's down, yeah. But I'm ready, yes, I'm ready for you. I'm standing on my own 2 feet. Out the doorway, the bullets rip, repeating the sound of the beat. Oh, yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust. Hey, hey, I'm gonna get you too. Another one bites the dust. Shoot out.